Bạn đang học chương trình Nghe nói tiếng Trung dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Chương trình này dựa trên giáo trình Hán ngữ có sửa đổi theo thực tế. Bạn hãy nghe nhắc lại hoặc nói liên tục theo yêu cầu của người dạy. Hãy nói to và rõ trong cả quá trình học. Hãy chú ý sửa phát âm liên tục theo đúng cách người dạy nói. Đây là bài 1 trong loạt bài Nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ y cửa. Bài 1. Hãy nghe từ ngài, anh, chị, vân vân. Nín. Nín. Từ này được dùng với ý rất lịch sự, kính trọng, ví dụ như với người gặp lần đầu, với người già, với người có địa vị cao hay khách hàng, vân vân. Hãy nhắc lại. Nín. Nín. Hãy nghe từ tốt, khỏe. Hảo. Hảo. Hãy nghe và nhắc lại cách dùng từ này để nói chào ngài, chào anh, chào bà, vân vân, với ý rất lịch sự, kính trọng. Nín hảo. Nín. Nín. Hảo. Hảo. Nín hảo. Nín hảo. Bây giờ là từ bạn, anh, chị, vân vân trong hoàn cảnh thông thường. Nỉ. Nỉ. Chào bạn, xin chào, vân vân trong hoàn cảnh bình thường. Nỉ hảo. Nỉ. Nỉ. Hảo. Hảo. Nỉ hảo. Nỉ hảo. Hãy chú ý ở đây, từ nỉ và từ khảo đều có thanh ba. Phần phiên âm và thanh điệu hãy học trong ba bài đầu tiên. Trong tiếng Trung, hai thanh ba đi liền nhau, thanh ở trước sẽ đọc thành thanh hai. Ví dụ trong trường hợp này, từ nỉ và từ khảo đọc thành ní khảo. Ní khảo. Hãy nhắc lại, chào anh với ý rất tôn trọng. Nín khảo. Nín khảo. Chào bạn với ý bình thường. Ní hảo. Ní hảo. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên lạc với Hội quán Tam Thế qua số điện thoại 0977309925 hoặc qua Facebook của Hội quán Tam Thế để đăng ký học trực tiếp, luyện chat qua phần ghi âm online hoặc để mua trọn bộ các giáo trình tiếng Trung, tiếng Nhật của Hội quán nhé.